Bữa nay mới nói nha, chưa bao giờ mở chung một người nào, tại vì em quá kỹ. Nên á, thật lòng là nói thiệt anh luôn nha, em kỹ dữ lắm. Thí dụ về tới nhà anh mà này kia là em dọn dữ lắm, dọn để mà theo ý của em mới ở. Theo cái ý của mình là như vậy đó. Em kỹ dữ lắm, em không có ở chung còn với ai được hết. Còn tôi nào ở chung với tôi, chú bồn, chú bồn. Em dọn dẹp dữ lắm. Đồ nhà tôi buồn, tôi đóng bàn, tôi anh không biểu em, anh không cho em dọn, em cũng lén em dọn. Em dọn, lén. Thì dọn được, dọn chứ không ai không cho. Không cho mà... dọn, em cũng lén em dọn. Không ai cho, nhưng nghĩ như vậy. Còn cái thứ hai nữa tôi nói vậy nè. Trời ơi, lâu lâu mình mới được có vợ về mừng quá, thì cũng muốn về ở chung cho nó vui. Thì đó, thì ý nãy giờ vậy, phải không? Em góp ý nhưng nãy mà giờ đó. Bây giờ tôi lại lớn tuổi, nó ngay đường trá rồi, tôi cũng thì đó. Ở giờ đi nãy giờ đi chỗ nói... nào cái đường nào tôi biết tôi đi được hết à, chỗ nào tôi đi cũng được. Đây tôi qua nhà con tôi bên Biên Hòa tôi cũng chạy tuốt à. Thì đâu tôi đi cũng được hết. Để em nói nghe, khi mà về chung rồi thì em nói nghe, có gì ăn nấy. Không quan trọng, ví dụ như mình có 4 triệu ăn theo 4 triệu, và 3 triệu ta ăn theo 3 triệu, 2 triệu ta ăn theo 2 triệu thôi. Thu nhập cái giấy trẻ không hả? Dạ. Thu nhập tiền giấy trẻ không hả? Dạ. Có cái nào khác dạ không? Em không có đâu, em chỉ vậy thôi. Với chị em cho thêm em. Chị em cho. Con à, cháu em cũng khá lắm. Cho thêm tôi nữa. Tôi có thể cái một tháng á, một tháng này có thể tôi chi chừng 3 triệu được, chứ nhiều nữa không có. Dạ. Thì em nói với anh nãy đó. Đó em nói là có gì ăn đấy. Tôi, không có thì mua đâu giờ lúc anh ăn cũng được. Có khi 3 ngày tôi nấu nồi cơm nào trơn á. Tôi mua chục gạo ăn từ hôm Tết tới nay á. Thì bởi vậy tôi nói có khi tôi đói quá phải không? Tôi đói quá tôi xuống. Nước không được đâu, lớn tuổi rồi. Tôi đói quá tôi xuống tôi nấu nước nấu cơm. Với em nói anh vậy nè, đừng có buồn cái cô mà vừa qua anh thương cô nó dữ lắm. Nhưng mà nó nghe lớn tuổi đừng buồn nghe, suy sụp đó. Anh bệnh là anh ra, anh nhớ cô đó anh bệnh nè, không có gì hết. Yên tâm đi, đừng có gì hết nha. Trời ơi, mà sống vô tư đi, đừng có nghĩ tới người ta. Người ta có thương mình thương người ta chi. Vì bởi vậy mấy chục năm nay rồi. Nói năng nỉ anh đừng có buồn gì hết nha. Đừng có buồn gì hết, cứ vô buồn bệnh đó, còn vui dữ đó. Bệnh thì về đầu quá bệnh, nhớ cô đó bệnh đó. Có cô là ở nhà là không buồn, đừng có buồn. Dạ thưa quý vị, đây là cái mối tình của là ông cụ U77 với cái bà U615. Ở trước khi mà chia sẻ phân tích cái quan điểm của tôi thì cũng giới thiệu sơ qua cái cụ U77 này. Cụ U77 này không phải là lần đầu tiên lên sóng để tuyển vợ. Cụ U77 này cũng đã từng lên sóng tuyển vợ, lần đây là lần thứ tư. Ba người phụ nữ trước cũng đã về ở thử 1-2 ngày, rồi người ta cũng là cuốn đồ bỏ đi. Cái câu chuyện mà vì sao người ta tới với ông U77 này rồi người ta cuốn đồ bỏ đi, vì lý do một cái đơn thuần là về là ông gọi là ông bê bờ đắp mạc cả đêm mà ông không mần ăn được cái hạt lúa nào hết trơn. Đây là một trong những cái câu chuyện liên quan đến là cụ 77 mà có rất nhiều người phụ nữ đã tới để mà kết nối với ông. Người ta cũng đã lên chia sẻ rất nhiều cái diễn đàn. Túi đã già rồi quý vị. Thì người ta về sống thử đôi ba hôm, thấy là cả đêm gọi là giống như ông Năm Quớ đó. Mò cua bắt ốc mà không có được cái con ốc nào. Bắt cua mà chẳng có được con cua nào. Cho nên là mấy cụ bà đó, là bà nản quá là bà bỏ đi. Bà đây là bà thứ tư à, tôi thấy rằng qua cái cuộc mà nói chuyện giữa hai cụ thì thấy cũng có một cái sự gọi là quyết tâm đó quý vị. Bây giờ là quyết tâm là em sẽ về ở với bên anh, mặc dù cái cụ này cũng đã 65. Cụ bà thì 65, cụ ông là 77. Bây giờ mà kết nối lại với nhau, có một trong những câu từ hứa với nhau là chúng mình sẽ nên duyên vợ chồng cho đến là răng long đầu bạc. Mà hiện tại thời điểm bây giờ chúng ta cũng đã thấy là người nào cũng răng cũng lụng rụng hết trơn rồi. Đầu cũng bạc phơ rồi. Đấy không? Rồi loạn choạn gì ở đấy rồi cũng là... Rồi một người nữa cũng phải ra đi thôi. Đấy. Tôi hỏi bây giờ cái tuổi mà tuổi 77 rồi. Ai cũng có con có cháu hết trơn. Bà này cũng có con có cháu. Ông này cũng có con có cháu. Cái điều chúng ta thấy rằng dạo này đó. Rất nhiều cụ. Rồi không biết là suy nghĩ như thế nào
tư tưởng ra làm sao, mà lại là trốn con trốn cháu để mà lên không gian mạng để tuyển vợ tuyển chồng. Đó. Có làm ấy thì được đâu quý vị. Đây là một trong những cái thực tế, mình phải nói một trong những cái thực tế. Thấy thì ham hố vậy chứ mà chẳng mần ăn được cái gì. Rồi kể như là về mà tôi hỏi bây giờ cái lứa tuổi này nó đâu còn làm ăn gì mà ra tiền đâu. Được không? Phụ thuộc vào con cái hết trơn. Đấy, phụ thuộc con cái, ông cũng phụ thuộc vào con cái, bà cũng phụ thuộc vào con cái. Đấy. Tại sao cái này mà bây giờ mình trở thành một cái gánh nặng cho con cho cháu như vậy? Bản thân mình một mình là con cái nó gồng, gọi là nó gồng cũng là đuối rồi. À, bây giờ lại là kéo thêm một người nữa. Thì chắc anh quý vị, khi mà đau yếu bệnh tật chẳng lẽ con cái nó gọi nó ngó lơ, đúng không? Đau yếu bệnh tật chắc anh rằng con cái nó sẽ không ngó lơ khi nó nhìn thấy ba nó, mẹ nó khổ với là một người đàn ông, một người phụ nữ khác. Chắc anh con cái nó sẽ đau lòng. Và cái vấn đề đó nó cũng liên quan đến rất nhiều cái câu chuyện tế nhị đến là tài chính. Tuổi đã lớn rồi, bây giờ là con cháu là một trong những niềm vui, mà không đem con cháu ra trở thành một niềm vui mà lại đi tìm cái niềm vui cho riêng mình. Mà cái này là xin thưa quý vị, thà mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn làm ra tiền, mình còn có đủ gọi là cái sức để mà mình gọi là cứu mang cái bạn đời của mình thì mình đi tìm. Còn đằng nào răng không có một cái rồi quý vị, đi mà cái lộn thộm rồi. 77 tuổi thì bà con cứ nghĩ đi, cái tuổi này là một trong những cái tuổi là cũng là chờ theo ông theo bà, chứ cái tuổi này nó không còn là trẻ trung nữa. Vậy mà bây giờ vẫn còn đi tiếng vợ tiếng đồ ầm ầm quý vị. Mà cái chương trình của cái thằng cu này đó là chuyên gia là cái như là chọn những người như thế này. Và đã có những cái gọi là cái phương thức khuyến mãi. Có nghĩa là những ông bà cụ mà tuổi từ 70 trở lên thì nó sẽ hỗ trợ cho là đôi ba bàn. Hỗ trợ cho đôi ba bàn. Cũng là khuyến khích cho các cụ để đến với nhau. Tôi nói đến với nhau là làm một cái gánh nặng cho con và cháu thôi. Chứ đến với nhau chẳng có một cái hạnh phúc nào. Riêng cái chỗ bà cụ này quý vị, chưa bước về nhà chồng bà đã thể hiện cái tính nết của bà rồi. Tính em muốn làm cái gì là không ai ngăn cản được. Em muốn dọn là cá nhân là em cũng trốn anh em dọn cho mình được. Chứ anh cản là không được. Có nghĩa là bà khoe là bà đang ở sạch sẽ. Nhưng mà cũng chính từ cái vấn đề như vậy, chúng ta thấy rằng cái bản tính bà này là bà nói là bà làm. Bà không có là nghe bất kỳ lời khuyên của ai. Được không? Riêng cái điểm đó thôi quý vị, riêng điểm đó thôi là tôi thấy rằng là cũng nó cũng là không có có cái sự mà hòa bình rồi. Tôi thấy là về ở đôi ba ngày cũng là chiến tranh, không lạnh thì nóng thôi. Trời ơi, bây giờ cái lứa tuổi 77 rồi. 77 rồi cái là cũng phải là con cháu cũng là đầy đàn rồi quý vị. Thì bây giờ mình sống được bao lâu nữa đâu? Ở với con ở cháu, tại sao trong suốt một khoảng thời gian mình còn trẻ mình không đi tìm? Ông này thì ông chết vợ từ lúc là cái như là ông 52 tuổi, theo những cái gì lý lịch trách ngang của ông chia sẻ. Nhưng mà từ 52 đến 77 thì bà con cứ tính đi, thời gian nó kéo dài là 25 năm. Trong vòng 25 năm không đi tìm đó, lại bây giờ là lứa tuổi là đã 77 tuổi rồi, vậy mà đi tìm à. Rồi tôi nói một mình thì không nói chi, bây giờ mình rước một bà gì nữa. Thì chắc anh đàn bà này bà đau yếu là con cái ông này cũng phải lo thôi, tình người. Chẳng lẽ nhìn thấy ông cha của nó mà vất vả như vậy mà con cháu lại ngó lơ. Rồi cuối cùng thì quý vị, mình đang rước thêm gì cho con cháu mình những cái vấn đề nó cũng phiền toái. Cái đây là một trong những cái sự thật. Rồi không biết là quan điểm của quý vị nhìn trong câu chuyện này như thế nào. Chứ tôi thấy là hai cụ này tới với nhau, tôi cũng không dám mà chúc mừng quý vị, mà cũng không dám gọi là chia buồn. Tôi thấy là nó cũng là cực kỳ quan ngại. Bà này tôi nghĩ rằng cũng là một người nữa cũng ra đi thôi. Chứ ba bà kia về bê bờ đất mạ cả đêm có mần ăn chi được.
rồi bà cũng ra đi, rồi bà này tôi nghĩ cũng là cùng chung số phận thôi. Và quan điểm của quý vị trong câu chuyện này như thế nào thì comment giúp cho tôi bên dưới, và tôi cũng xin phép là kết thúc ở đây. Kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bye bye tất cả quý vị.